Be the last one standing, two hands in the air, I'm a champion. Hơn 120 năm tồn tại, trải qua 3 thế kỷ, những huy chương vàng tại Thế vận hội hiện đại vẫn đang là thách thức đối với hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ từng tham gia thi đấu. Bên cạnh đó, còn là gần 50 quốc gia chưa sở hữu cho được 28 huy chương tại sự kiện thể thao đáng mong chờ nhất hành tinh. Và kinh ngạc thay, kinh ngư huyền thoại người Mỹ Michael Phelps, một mình anh đã sở hữu số huy chương nhiều hơn thành tích tổng cộng của hàng trăm quốc gia. Michael Phelps và những đứa trẻ cùng thời lớn lên với mong muốn trở thành vĩ đại như tượng đài của chúng. Mark Spitz, người đã từng vô địch Olympic 9 lần và giành đến 7 huy chương vàng trong kỳ Thế vận hội 1972 ở Munich. Nhưng sau Olympic Rio 2016, chắc chắn sẽ không bao giờ có cái tên nào lớn hơn Michael Phelps trong làng bơi lội. Kinh ngư vĩ đại nhất mọi thời đại và cũng là vận động viên sở hữu nhiều huy chương nhất lịch sử của Thế vận hội. Nhưng nói về Phelps, người ta không chỉ nói về những con số khô khan mặc cho sự vĩ đại của chúng, mà họ còn bàn về cảm hứng mà anh mang đến. Điều đó sẽ còn tồn tại mãi mãi và là động lực cho những cô cậu bé sẽ bước tiếp thần tượng của mình để trở thành những nhà vô địch trong tương lai. Và để hiểu rõ hơn về cuộc hành trình trở thành biểu tượng của làng thể thao thế giới nói chung và bơi lội nói riêng, chúng ta hãy cùng đi ngược về quá khứ, tìm hiểu câu chuyện về một cậu bé đã vượt qua những rạn nứt trong cuộc sống gia đình, một chàng thanh niên vượt qua những mất mát về tinh thần và một vận động viên trải qua khổ luyện để làm nên sự nghiệp lẫy lừng xứng tầm huyền thoại. Câu chuyện về viên đạn của vùng Baltimore, Michael Phelps. Michael Phelps sinh ngày 30 tháng 6 năm 1985 ở Baltimore, Maryland, là con út trong gia đình ba anh chị em. Cha của cậu, Fred, là một cảnh sát liên bang và mẹ, Debbie, là một hiệu trưởng trường trung học. Cha mẹ Michael ly hôn khi cậu chỉ mới 9 tuổi, cậu bé đã phải chuyển về ở cùng với mẹ và hai chị gái. Michael Phelps bắt đầu tập luyện bơi khi hai chị gái, Whitney và Hillary, đã tham gia vào đội tuyển khu vực. Whitney thậm chí đã được gọi lên tuyển Mỹ để chuẩn bị cho Olympic 96, nhưng thật không may, chấn thương đã không cho phép sự nghiệp của cô tiến xa hơn. Khác với chị của mình, cậu bé Michael ngày bé lại sợ nước. Vì vậy, huấn luyện viên của cậu cho phép cậu được nằm ngửa trên lưng của mình để làm quen dần với nước. Chúng ta sẽ không quá ngạc nhiên khi kỹ thuật bơi đầu tiên của Phelps nắm được là bơi ngửa. Không lâu sau khi được chứng kiến hai kinh ngư Tom Marshall và Tom Dolan thi đấu ở Thế vận hội mùa hè 96 tại Atlanta, Phelps bắt đầu mơ về một ngày sẽ trở thành một nhà vô địch. Cậu bắt đầu sự nghiệp bơi lội của mình tại hồ bơi của trường cấp 3 Loyola. Một thời gian sau, Michael Phelps chuyển đến tập luyện tại câu lạc bộ bơi lội Bắc Baltimore. Tại đây, cậu gặp được vị huấn luyện viên mà mình đã gắn bó suốt sự nghiệp, Bob Bellman. Ông lập tức thấy được tài năng và khát khao vô địch của Phelps. Cả hai liền kế hoạch tập luyện nghiêm túc để có thể khai thác hết tài năng của cậu. Những cố gắng của hai thầy trò nhanh chóng được đền đáp khi vào năm 1999, Michael Phelps đã được gọi lên tập luyện cùng đội B của tuyển quốc gia Mỹ. Năm 15 tuổi, Phelps trở thành nam vận động viên bơi lội người Mỹ trẻ nhất được thi đấu tại sân chơi Olympic sau 68 năm. Tuy đã không thể mang về tấm huy chương nào ở Thế vận hội Sydney, nhưng cậu vẫn làm mọi người phải chú ý về màn nước rút ở năm 10m cuối, từ vị trí thứ 8 để về đích ở vị trí thứ 5. Trở lại tập luyện, Michael Phelps nhanh chóng tiến bộ để trở thành một nhân tố không thể thiếu của đội tuyển Mỹ. Mùa xuân năm 2001, Phelps lập kỷ lục thế giới ở cự ly 200m bơi bướm, đồng thời trở thành vận động viên bơi lội nam trẻ tuổi nhất, 15 tuổi 9 tháng, từng lập kỷ lục thế giới. Michael Phelps thậm chí đã tự phá kỷ lục do mình lập ra tại giải vô địch thế giới được tổ chức ở Fukuoka, Nhật Bản với thời gian 1 phút 54 giây năm 18, mang về danh hiệu tầm cỡ thế giới trong bộ sưu tập của anh. Phelps tiếp tục để lại dấu ấn của mình tại giải vô địch quốc gia 2002 tại Fort Lauderdale, Florida khi trình làng một kỷ lục thế giới mới ở đường đua 400m cá nhân hỗn hợp và hai kỷ lục quốc gia ở nội dung 100m bướm và 200m cá nhân hỗn hợp. Sang năm sau, tại cùng sự kiện thể thao, anh tiếp tục phá kỷ lục thế giới do mình lập ra ở nội dung 400m cá nhân hỗn hợp với thời gian 4 phút 9 giây 09. Chỉ một thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp cấp 3 ở Towson, chàng thanh niên 17 tuổi đã liên tục thiết lập đến 5 kỷ lục thế giới, bao gồm cả 200m cá nhân hỗn hợp tại giải vô địch thế giới ở Barcelona với thời gian 1 phút 56 giây 04,
rồi nhanh chóng trở lại Mỹ để chuẩn bị cho Olympic Athens 2004. Phelps lại phá kỷ lục của mình trên đường đua 400m cá nhân hỗn hợp. Lần này, anh nhanh hơn kỷ lục cũ đến 68% giây. Michael Phelps đến với Thế vận hội 2004 ở Athens, Hy Lạp với tư cách là một ngôi sao lớn của đường đua xanh và giành đến 8 huy chương, bao gồm 6 huy chương vàng. Chiến tích này giúp Michael cân bằng thành tích nhiều huy chương nhất tại một kỳ Thế vận hội của Alexander Diatin thành lập vào năm 1980. Bộ sưu tập này bao gồm 6 tấm huy chương vàng tại các nội dung 100m bướm, 200m bướm, 200m cá nhân hỗn hợp, 4x200m tự do, 4x100m hỗn hợp và một kỷ lục thế giới của nội dung 400m cá nhân hỗn hợp, nhanh hơn 0,15 giây so với thành tích cũ. Còn hai chiếc huy chương đồng là thành quả của đường đua 200m tự do và 4x100m tự do. Sau Thế vận hội năm đó, Michael Phelps theo vị huấn luyện viên của mình đến với Đại học Michigan ở Ann Arbor để học Marketing và Quản lý Thể thao. Trong thời gian theo đuổi sự nghiệp học tập, Phelps vẫn cho cả thế giới thấy được phong độ cực cao của mình khi liên tục phá vỡ các kỷ lục thế giới tại giải vô địch Pan Pacific 2006 ở Victoria, British Columbia và giải vô địch thế giới 2007 ở Melbourne, Úc. Đỉnh cao trên hành trình chinh phục của Michael Phelps phải là Olympic Bắc Kinh 2008, nơi anh mang về chiếc huy chương vàng thứ 14 trong sự nghiệp và chính thức trở thành vận động viên giành được nhiều huy chương vàng Thế vận hội nhất, vượt qua thành tích cũ của một kình ngư khác là Mark Spitz, được thành lập vào năm 1972 với 7 tấm huy chương vàng. Michael Phelps cũng lập kỷ lục giành nhiều huy chương vàng nhất ở một kỳ Thế vận hội tại các nội dung 4x100m hỗn hợp, 4x100m tự do, 200m tự do, 200m bướm, 4x200m tự do, 200m hỗn hợp và 100m bướm. Mỗi huy chương vàng đều đi kèm với một kỷ lục thế giới, ngoại trừ 100m bơi bướm lập kỷ lục tại Olympic. Và đến với Olympic London 2012, bảng thành tích huy chương của Phelps tăng lên con số 22, lập nên một kỷ lục mới, khi trước đó số huy chương của vận động viên thể dục dụng cụ Larissa Latinina dừng lại ở con số 18. Anh đã bổ sung cho bộ sưu tập của mình 4 tấm huy chương vàng ở nội dung 4x200m tự do, 200m hỗn hợp, 100m bướm và 4x100m hỗn hợp. Bên cạnh đó là 2 tấm huy chương bạc ở nội dung 4x100m tự do và 200m bướm. Sau nhiều năm tháng liên tục chinh chiến và mang về vô số thành tích, Michael Phelps đã thông báo tạm nghỉ thi đấu sau Thế vận hội 2012. Tuy nhiên, anh cho biết vẫn có những dự định để trở lại vào khoảng tháng 7 năm 2013 và sẽ không bỏ lỡ cơ hội nếu vẫn đủ khả năng thi đấu tại Thế vận hội mùa hè 2016. Thế nhưng đến tháng 4 năm 2014, cánh báo chí đã có một phen sôi động khi tin đồn giải nghèo của Phelps bắt đầu lan ra và Mesa Grand Prix tại Arizona chính là giải đấu cuối cùng của anh. Đến cả người thầy lâu năm của mình, Bob Bowman, cũng đã phải lên tiếng để giảm bớt đồn đoán của giới mộ điệu khi trả lời phỏng vấn trên tờ Washington Post. Tôi chưa từng biết điều gì sẽ xảy đến. Sự thật là chúng tôi đang cân nhắc chuyện này hàng ngày. Tôi nghĩ rằng mục tiêu của cả hai thầy trò là tận hưởng cuộc chơi nhiều nhất khi còn có thể. Và hãy chờ xem điều gì sẽ diễn ra. Không còn như những năm trước nữa, chúng tôi bây giờ không có một kế hoạch dài hạn nào cả. Cuối cùng thì Phelps cũng xuất hiện tại giải Mesa Grand Prix. Nhưng những gì anh thể hiện sau đó tại giải vô địch Pan Pacific được tổ chức vào mùa hè tại Úc mới làm mọi người thật sự ấn tượng, với 3 tấm huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Michael Phelps trở lại ấn tượng khi trở thành nam vận động viên bơi lội người Mỹ đầu tiên xuất hiện tại 5 kỳ Thế vận hội. Bạn gái của anh Nicole Johnson cùng với con trai Puma và mẹ của Phelps đã có mặt tại Rio để chứng kiến huyền thoại Olympic tiếp tục viết nên lịch sử. Tuy vậy, lần này người hâm mộ không biết nên mong chờ gì từ Phelps. Anh đã phá đến 39 kỷ lục thế giới, đang nắm giữ trong tay 7 kỷ lục nhưng đã 8 năm rồi kể từ khi anh đạt đến đỉnh cao phong độ. Để trả lời cho sự hoài nghi đó, đầu tháng 8 năm 2016, Phelps chính thức mang về huy chương vàng thứ 16 tại sân chơi Olympic ở nội dung 400m tự do. Tiếp sau đó là liên tục 2 huy chương vàng ở nội dung đồng đội, cùng với 3 người đồng hương là Conor Dwyer, Tolly Hess và Ryan Lott. Phelps tiếp tục hành trình với đường đua 200m hỗn hợp. Tại đây anh phải đối đầu với người đồng đội ở tuyển Mỹ là Ryan Lott, người đang nắm giữ kỷ lục thế giới ở hạng mục này. Nhưng ngay sau tín hiệu xuất phát, anh đã vươn lên thống trị đường đua xanh và chiến thắng với thành tích 1 phút 54 giây 66, chỉ thua kỷ lục cũ của Lodge 66% giây. Chiến thắng này cũng làm Michael Phelps trở thành vận động viên đầu tiên giành 4 huy chương vàng tại 4 kỳ Thế vận hội liên tiếp. Đến với đường đua 100m bơi bướm, anh chia sẻ huy chương bạc cùng với hai đối thủ từ Hungary và Nam Phi, còn người về nhất năm là Joseph Schooling của Singapore, vận động viên chỉ mới 21 tuổi và là một fan hâm mộ của chính Michael Phelps. Và trong chiến thắng đầy cảm xúc khác, Phelps xuất sắc mang về huy chương vàng trong lần thi đấu cuối cùng tại Olympic. Phần thi của anh góp phần đưa tuyển Mỹ lên ngôi vương ở đường đua 4x100m. Sau khi cuộc đua kết thúc, người hâm mộ trên tất cả các khán đài đã đứng dậy để vỗ tay tri ân Michael Phelps. Họ thậm chí đã cùng nhau hô vang 4 năm nữa, 4 năm nữa, 4 năm nữa. Nhưng Phelps đã lắc đầu và trả lời đám đông cùng với nụ cười ngưỡng ngừng. Lúc này đây, trong vòng tay của những người đồng đội, anh cảm nhận được cảm xúc lẫn lộn của một khoảnh khắc đặc biệt. Lần cuối,
anh mang trên mình quốc kỳ Mỹ để bước ra đường đua. Người hâm mộ chắc chắn vẫn muốn tiếp tục nhìn thấy thần tượng của họ tiếp tục trên đường đua xanh, nhưng thời gian không bỏ qua bất kỳ ai. Sau những vinh quang và 24 năm cống hiến cho môn thể thao này, Michael Phelps đã chính thức thông báo giải nghệ. Tôi đã sẵn sàng để ra đi, tôi hài lòng với quyết định này của mình. Hiện tại, tinh thần của tôi đã tốt hơn 4 năm trước. Và vâng, tôi đã sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn cho con trai mình Puma và hôn phu của tôi Nicole. Hành trình từ một cậu bé sợ nước trở thành một người đàn ông sở hữu nhiều huy chương Thế vận hội nhất thế giới đã khép lại ở đây. Trong suốt sự nghiệp của mình, số huy chương Olympic mà Phelps có được thậm chí còn nhiều hơn cả Bồ Đào Nha, Chile và 90 quốc gia khác từng có được trong lịch sử. Là một vận động viên thành công nhất lịch sử Olympic là vậy, nhưng cuộc sống cá nhân và đặc biệt là đời sống tinh thần của Michael Phelps lại không dễ dàng như nhiều người lầm tưởng. Trong cuộc họp báo thường niên của mình vào tháng Giêng năm 2018, Phelps đã có những chia sẻ hết sức cảm xúc về thời gian khủng hoảng và phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm của anh. Anh miêu tả lại những cảm xúc tuyệt vọng và trống rỗng mà mình cảm nhận sau khi đạt đỉnh cao tại Olympic 2012. Thời gian đó, anh thường xuyên tìm đến những chất kích thích và rượu để trốn tránh thực tại. Anh cũng cho biết thời điểm tuyệt vọng nhất của mình là khi nhận ra mình đã ngồi một mình trong phòng được 3 đến 5 ngày, không ăn uống và hầu như cũng không ngủ. Phelps cho biết lúc đó anh không muốn tiếp tục thi đấu, thậm chí anh còn chẳng muốn sống. May mắn, kinh nghiệm phải đối mặt với những vấn đề tâm lý tương tự khi còn là một cậu bé bị trêu chọc và bắt nạt ở trường đã hối thúc bản thân Phelps nhanh chóng tìm lại sự giúp đỡ. Cuối cùng, Michael Phelps cũng nhận ra rằng không phải lúc nào con người ta cũng ở trạng thái tâm lý ổn định và anh phải chấp nhận khó khăn để tiếp tục cuộc sống. Trong những tuần sau, khi xuất hiện trên sóng chương trình DS5 của David Axelrod, Phelps tiếp tục chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề trầm cảm. Anh cho rằng hơn 90% vận động viên Olympic phải trải qua những vấn đề tương tự. Anh cũng mong rằng Hội đồng Olympic của Mỹ sẽ quan tâm đến chuyện này và có những giải pháp hỗ trợ cho những người đồng nghiệp của mình. Bơi lội không lộng lẫy, rực rỡ như những môn thể thao khác, cũng không có nhiều giải đấu chuyên nghiệp để có thể cạnh tranh, lại thiếu hụt những nguồn tài trợ và phần lớn thời gian là những buổi tập luyện một mình, còn phải ngâm mình trong làn nước lạnh hầu như cả ngày chỉ để cải thiện vài phần trăm giây thành tích. Những lý do đó cho thấy vì sao vận động viên bơi lội trên toàn thế giới xem Michael Phelps như một hình tượng, một hình mẫu đáng quý của môn thể thao này. Anh thậm chí còn quan trọng hơn cả Ronaldo, Messi của bóng đá hay Jordan và James của bóng rổ. Có thể huyền thoại bơi lội người Mỹ nở môn thể thao này nhiều điều khi nó mang về cho anh danh tiếng, tiền bạc. Nhưng chắc chắn sẽ khó để tìm ra được một ai không nghĩ rằng bơi lội còn nợ anh nhiều hơn, vì những di sản anh để lại không chỉ là một bộ sưu tập đồ sộ huy chương mà còn là niềm cảm hứng cho những nhà vô địch tương lai lấy anh làm thần tượng, cảm hứng và mục tiêu để họ vươn lên. Khi anh nói lời chia tay với sự nghiệp thi đấu, họ bảo Michael Phelps đã mang ngọn đuốc Olympic trao cho thế hệ sau. Thời đại của Michael Phelps, một nhà chinh phục, đã kết thúc, nhưng thời đại của Michael Phelps với tư cách là một tượng đài truyền cảm hứng chỉ mới vừa bắt đầu.